Chào mọi người. Hôm nay mình có một dòng sản phẩm toner thực sự là rất là mới lạ đến cho anh em barber thợ tóc. Thì đây là dòng toner Magic Leap Cordless, tức là phiên bản không dây, mà phiên bản này là phiên bản giới hạn. Thì cái màu nó khá đặc biệt, này là màu gold. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành khám phá xem bên trong hộp toner này có những cái gì mà đặc biệt đến như vậy nhé. Xem cấu trúc bên trong của toner này nhỉ. Để xem bên trong này có gì nhỉ. Trước tiên là đây cái toner này. Mình sẽ nói sau về toner nha. Ta có một dây cắm sạc. Đấy. Ngoài dây cắm sạc ta còn đây có một cái lược nhá, lược của hãng Wan này, hãng của toner luôn. Lược này thì cắt lược này, cắt toner rất là tốt này. Đây là cái đầu nối cắm điện này. Bên dưới thì mình có hai bộ cữ nha. Cái này là dầu tra tông, dầu máy tra toner và cái chổi, một cái chổi để vệ sinh các cái răng lưỡi của toner nha. Đây là một bộ cữ này. Đây cũng một bộ cữ nữa này. Ở đây là hai bộ cữ bằng thép cả nhá, chứ không phải là cữ nhựa như các phiên bản trước đây. Để mình khui ra cho các bạn xem nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Ở đây có tất cả là 8 cái cữ, mà tất cả các cữ này đều bằng thép nha các bạn. Đây một bộ cữ thép khá đẹp, chuyên nghiệp. Cữ này thì nó gồm các số từ số 0.5, số 1, số 1.5, số 2 đến số 8 nha các bạn. Tất cả những cái cữ nhựa này bằng thép cứng cáp, chuyên nghiệp và rất là chắc chắn. Những cái cữ thép này á, các cái gá đỡ này bằng thép thì khi lắp vào toner á, khi lắp vào lưỡi toner thì nó bám sẽ rất là chặt, chắc chắn. Khi mình thực hiện thao tác mình hớt tóc á, thì nó sẽ không bị rớt ra ngoài. Nó không bị sẽ gây ra những tiếng ồn nhé. Bây giờ mình sẽ nói đến chủ đề chính này, về chiếc toner Magic Leap này. Nhìn ngoại hình của nó thì khá đặc biệt, rất là đẹp, thực sự là rất là đẹp. Màu nắp của nó này, mạ vàng, màu mạ vàng gold chính hiệu nhé. Này, các cái dòng chữ nổi này. Này, toner này màu đen này, khá là sang trọng, rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi vào nói phần lưỡi của toner này nhé. Lưỡi toner này là được bằng lưỡi kép nha các bạn. Đây mọi người thấy rõ không? Lưỡi kép tức là nó hai lưỡi răng lớn và răng nhỏ, thì giúp cho cắt những cái tóc con, vớt lược. Đấy, khi mình cắt toner phay này, vớt lược này, nó sẽ rất là mịn, ngọt và sắc nét nhé. Điện sẽ dao động từ 110 đến 220V. Các bạn có thể sạc thoải mái. Ở đây là cái đèn báo khi sạc điện nhé. Thì khi mình cắm sạc vào, pin yếu, cắm sạc vào thì đèn sẽ xuất hiện cái đèn xanh ở đây. Đây là đèn báo. Khi nào pin đầy, đèn này sẽ tự ngắt đi. Này, cái toner này sạc tự ngắt nha các bạn. Còn đây là tem của công ty Wan. Tem mác đầy đủ nha. Đây là một công tắc nguồn này, đóng mở này. Mình mở máy cho mọi người nghe tiếng kêu, tiếng động cơ của nó nha. Động cơ của toner này khá là mạnh, pin có thể chạy liên tục trong vòng 90 phút không ngừng. Đây là 90 phút nhưng chưa nói là hết pin hay không nhé, có thể chạy liên tục, máy khỏe trong vòng 90 phút. Đây là tiếng kêu của động cơ nhé, rất là mạnh, cầm rung hết cả tay. Đây, mình cho mọi người cảm nhận nhé. Này, công tắc tắt mở này. Ở đây thì sẽ có một cái lưỡi, cái ngàm nâng lên và đặt xuống này. Đấy, giúp cho lưỡi có thể cắt sát này, cắt dài tóc hơn một chút này. Đấy, lưỡi để chỉnh cái ngàm nhé. Mình thử bóp cái lưỡi này xem nó có bị đứng lại không nhé. Đây dùng hết lực tay nhưng mà lưỡi vẫn cứ chạy.
Mọi người để ý nhá. Cực kỳ mạnh mẽ. Thì tông đơ này được gia công và sản xuất ngay tại công ty Quan ở Mỹ. Sử dụng pin Li-ion, nó bền và lâu hơn những cái dòng tông đơ cũ ngày xưa nhé. Rồi mình nói sơ qua về dòng tông đơ Quan Magic Leap phiên bản Gold. Thì phiên bản này khá đẹp, mẫu mã, ngoại hình, rồi lưỡi cắt, rồi pin, rồi động cơ. Thì theo như mình thì cái tông đơ này thì xứng đáng để cho các bạn tin dùng và sử dụng. Thì vừa rồi mình mới giới thiệu cho các bạn về cái sản phẩm tông đơ One Magic Leap Gold Coreless. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi.